Eddie Rickenbacker. Đây là chuyện một người cơ hồ không có gì làm cho chết được. Một người đã thách tai biến, đã đùa cợt với thần chết trong một phần tư thế kỷ. Ông đã chạy vù vù trên đường đua với một tốc lực làm rợn tóc gáy trong hơn 200 cuộc đua xe hơi. Và trong ngày đổ máu năm 1918, ông bắn rớt 26 máy bay Đức, bắn rớt ở trên không trung, trong khi đạn vèo vèo nổ ở bên tai ông. Vậy mà không bao giờ ông bị một vết chảy da nào gọi là có. Ông tên là Eddie Rickenbacker, đã chỉ huy phi đội danh tiếng Hut in Tring, là phi công lỗi lạc nhất của Mỹ trong đại chiến thứ nhất. Sau chiến tranh, ông là người dìu dắt cho Roe Smith, phi công nổi danh của Úc, người thứ nhất đã bay trên đất thánh, tức Jerusalem, và người thứ nhất đã bay được một nửa vòng trái đất. Tôi thấy Roe Smith và Eddie Rickenbacker có nhiều chỗ giống nhau, đều cực kỳ bình tĩnh và nhũng nhặn, ăn nói ngọt ngào, khác hẳn hạ người quen ria súng giết giặc ở trên không. Cho tới hồi 12 tuổi, Eddie Rickenbacker là một thanh niên sừng sú, không có kỷ luật, tính tình nóng đầy, cầm đầu một bọn du côn lối xóm, đập bóng đèn ngoài đường và phá phách đủ thứ. Rồi một việc buồn xảy ra. Thân phụ ông mất, và chỉ trong nửa tháng ông thay đổi hẳn. Ngày đưa đám thân phụ, ông nhận thấy mình thành chủ trong gia đình. Ông bèn bỏ học, xin một việc trong một xưởng làm kính, được 2 cắc rưỡi một giờ, và mỗi ngày ông làm 12 giờ. Ông đi bộ 12 cây số tới xưởng mỗi buổi sáng và 12 cây số về mỗi đêm để đỡ tốn 5 xu xe điện. Ông nhất định tiến tới, không có gì làm ông ngừng được. Công việc trong xưởng không có gì thay đổi, buồn chán đến chết được. Ông ghét nó lắm. Ông muốn thành một nghệ sĩ, muốn sáng tác, xây những mộng màu sắc rực rỡ. Ông học vẽ trong một lớp ban đêm và xin được việc đục hình các thánh trên đá hoa cho một nhà bán mộ chí. Chính ông đã đục mộ chí trên mộ thân phụ ông. Nhưng người ta bảo ông công việc đục mộ chí đó rất nguy hiểm vì phải hít những bụi đá vào phổi. Ông nói: "Tôi không muốn chết yểu nên tìm một việc khác ít nguy hiểm hơn." Năm ông 14 tuổi, một buổi sáng, ông đứng trên vỉa hè, nhìn chiếc xe hơi đầu tiên ông thấy trong đời ông. Một cái xe kỳ cục nổ bịch bịch điếc cả tai dầm cả đường phố Columbus ở Ohio. Nhưng chiếc xe đó đối với ông là chiếc xe tiền định. Nó thay đổi hoàn toàn đời ông. Cách đó ít lâu, ông xin được việc trong một hãng sửa xe và tập lái xe ra, lái xe vô trong một căn nhà bằng cây hồi trước dùng làm chuồng ngựa. Ông dựng một xưởng ở sân phía sau, chế tạo lấy đồ dùng và dự bị đóng lấy một chiếc xe hơi. Ngay lúc đó, một xưởng đóng xe hơi bắt đầu mở ở Columbus, và chủ nhật nào ông cũng tới đó xin việc. Nhưng chủ nhật nào người ta cũng đuổi ông đi. Sau khi bị đuổi tới lần thứ 18, ông trở lại nữa và nói với người chủ lúc đó rất ngạc nhiên: "Thưa ông, dù muốn hay không, ông cũng đã có một người thợ mới rồi đó. Sáng mai tôi lại đây làm. Ông thấy không, sàn ông dơ đây này, tôi sẽ chùi nó. Tôi sẽ chạy những việc vặt cho ông và mài đồ dùng cho ông. Còn tiền công?" Ông không hề thốt một lời gì về tiền công hết. Ông chỉ cần có cơ hội để khởi sự, và ông đã được cơ hội đó. Rồi ông xin học một lớp hàm thụ về cơ giới. Ông tự dự bị sẵn sàng để thời cơ tới là ông tiến. Từ hồi đó trở đi, ông tiến mong thợ
rồi lên cai, lên đốc công, rồi đứng bán xe, rồi làm giám đốc một ngành. Dũng đâm ra thèm lái xe nhanh, khao khát mạo hiểm. Lòng ông chỉ ước mơ tiếng vỗ tay và sự kích thích trong một cuộc đua xe. Ông biết rằng muốn vậy thì ông phải thay đổi con người của ông đi. Và ông quả quyết diệt tính nóng nảy của ông. Ông tập tự chủ. Ông tập mỉm cười cho tới khi ông nổi danh về mỉm cười. Nghề đua xe hơi cần có những gân cốt gang thép. Ông biết vậy. Cho nên ông bỏ hút thuốc, bỏ uống rượu. Và mỗi tối cứ đúng 12 giờ là đi ngủ. Như vậy, hồi 25 tuổi, Edrican Baker thành một trong những nhà chạy đua xe hơi nổi tiếng nhất. Và đây mới là chuyện nực cười. Trong 30 năm nay, ông lái xe hơi hàng trăm nghìn cây số mà không hề có một giấy phép lái xe. Và ngay bây giờ cũng không có. Ông không tin bùa. Bản thân ông thường tặng ông các thứ bùa may như chân thỏ, móng ngựa nhỏ xíu. Nhưng một hôm ngồi xe lửa, ông liệng hết những bùa đó qua cửa sổ xuống cánh đồng Kansas. Khi châu Mỹ dự cuộc đại chiến thứ nhất, khắp giới lái xe hơi ngưỡng mộ ông. Ông vượt đại dương qua Pháp lái xe hơi cho đại tướng Pershing. Nhưng lái xe cho đại tướng đối với ông là một công việc buồn quá. Ông muốn hoạt động kia và ông được hoạt động. Người ta cho ông lái phi cơ và đưa ông một cây súng. Trong 18 tháng, ông đã viết tên ông lên hàng đầu bảng phương danh những vị anh hùng trong đại chiến và ngực ông đầy huy chương của ba chính phủ. Trong một cuốn sách bán rất chạy, dày 370 trang, ông kể những trận anh hùng của ông. Cuốn đó nhan đề là Fighting the Flying Circus, là một trong những chương rùng rợn nhất của lịch sử không quân. Các bạn vừa nghe xong câu chuyện về Eddie Rickenbacker trong cuốn 40 gương thành công tại trang www.gươngdanhnhân.vn. Mời bạn chọn ngay câu chuyện tiếp theo. Xin cảm ơn.